các kỹ năng cứng cần có để trở thành ITBA. Documentation, viết và quản lý tài liệu đặt tải yêu cầu như SAS, BRD, User Story, Use Case được xem là một kỹ thuật mặc định phải biết của nghề ITBA. Một BA không biết viết tài liệu, chẳng khác gì developer không biết lập trình và QC không thể testing someone. Vẽ sketch, wireframe, mockup, BA cần phải biết cách vẽ wireframe, mockup với đa sản phẩm trên các nền tảng khác nhau như desktop app, web app hay mobile app, cùng với các kiến thức về UI UX là một kỹ năng quan trọng để tạo nên một sản phẩm hoàn thiện, đẹp mắt và thân thiện với người dùng. Khơi gợi yêu cầu, hầu hết các thông tin được cung cấp từ stakeholder chỉ là phần nổi của tảng băng. Nhiệm vụ của BA là dùng kỹ thuật khơi gợi để đặt thêm các câu hỏi, từ đó đào sâu và có thêm nhiều thông tin ẩn chứa bên trong nhằm phục vụ cho việc phân tích và đưa ra giải pháp sau này. Vẽ ERD sử dụng SQL. Vẽ ERD là một kỹ thuật giúp BA có cái nhìn tổng quan về hệ thống, mối quan hệ giữa các bản và cấu trúc của một bản dữ liệu sẽ gồm những gì, từ đó giúp ích cho việc kiểm soát, phân tích và tư duy về logic tốt hơn. SQL là một công cụ giúp cho BA select dữ liệu khi cần cho việc điều tra bug, testing hoặc đọc dữ liệu. Vẽ BPMN 2.0, đây là một kỹ thuật mô hình hóa process làm việc của một business model, từ đó giúp BA có thể phân loại, tổng hợp và logic hóa các thông tin phục vụ cho việc phân tích. Quản lý backlog, BA cũng cần phải quản lý backlog để điều phối và ưu tiên các việc cần phải làm cho dev team, từ đó dev team chỉ cần tập trung vào việc thực hiện và deliver các task trong backlog theo chỉ đạo. Tool, một số các tool thông dụng BA cần phải biết như Draw.io, Figma, Wordsmith, Jira, Confluence, Microsoft Office